Dạ thưa bà. Có chuyện gì vậy Huệ? Con xin bà giúp cho. Giữa ta và Huệ thì không cần gì phải xin xỏ hết. Vậy xin bà giúp cho con rả đi. Bà, con rạ nó mới vừa bị đem ra hầu quan, nhưng mà bây giờ ông lại... Như vậy là bà đã biết hết mọi chuyện rồi hả? Chuyện này con xin bà, nếu bà có thương cuộc đời còn lại của con thì con xin bà hãy thương con rạ mà. Huệ à, Huệ cũng biết vị thế của ta trong cái nhà này. Điều mà ông nói, ông làm, ông thích đều là mệnh lệnh. Như vậy thì cuộc đời con rạ nó sẽ ra sao vậy bà? Trước ra sao thì bây giờ cũng như vậy.